Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Tình hình là mình đã gầy dựng lại cái đàn bò của mình và farm được một mớ thịt bò luôn để chúng ta có thể nuôi rồng trong ngày hôm nay ha. Mình cũng làm được một ít thức ăn rồi, giờ thì làm thêm coi coi số lượng thịt bò này mình sẽ làm được tổng cộng bao nhiêu phần ăn đây. Bao nhiêu đây, 38 phần ăn nữa. Vậy là tổng cộng mình có được một stack và 14 phần ăn ha. Quá tuyệt vời. Ngoài ra thì mình cũng ngồi đây để chế tạo thêm sách phép thuật á. Và các bạn cũng thấy rồi đấy, mình vứt rất là nhiều sách nó bị trùng, nhưng mà đánh đổi lại cũng được 5 quyển sách mới ha. Trong đó thì có được 2 quyển cấp Advent nè, khá là tốt luôn, chưa biết đây là phép gì nữa. Giờ thì chắc mình sẽ vô nhà ngủ một giấc cho trời nó sáng với lại nó hết mưa đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cho rồng ăn cũng như là học phép mới trong ngày hôm nay ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ học phép đi nha. Hiện tại thì mình có một cây gậy cấp Advent mới nè, nên chắc mình sẽ test hết trong cái cây gậy này luôn ha, cho nó tiện. Những phép mới mình sẽ ép hết vô luôn. Vừa đủ 5 phép luôn nè. Đã nha. Rồi, giờ thì đi test thôi. Mình sẽ lựa chọn một em rồng để mình nuôi lớn trong ngày hôm nay và dẫn đi khám phá đấy. Hiện tại thì đội hình rồng của mình coi coi có Berteris nè, Clan, Galaxy, Ziplebeck là chưa có lớn nè. Mình sẽ chọn em nào giờ ta? Rồng hai đầu đi nha. Mình sẽ thử cho rồng hai đầu lớn coi coi như thế nào ha. Mình thấy rồng hai đầu nhìn cũng khá là to và đẹp á. Mình sẽ lấy rồng hai đầu ra. Đây. Đó, cực kỳ nhỏ luôn á, phải nuôi lớn ghía coi. Thì còn dẫn đi khám phá chứ bé như vậy là đi khám phá dễ ăn bị ăn hiếp lắm. Đấy, ăn đi cho mau lớn nha. Và càng lớn thì đuôi cũng như là cổ của rồng hai đầu càng dài á. Đã lắm. Đấy, chưa gì là cổ đã dài quá trời quá đất rồi kìa. Rồi, ăn đây mình sẽ chia tiếp để cho rồng hai đầu ăn ha. Chuẩn bị nè, lên cấp 25 thì sẽ có một sự thay đổi về hình dạng á. Để xem coi như thế nào. Đấy. Lên cấp 25 một phát cái cổ dài thòn lòn luôn. Trời đất ơi. Nhưng mà chắc chưa cưỡi được đâu. Đúng rồi, còn bé lắm. Phải cho ăn tiếp thôi. Gán đây. Cho lên cấp 40 ha. 34 mới nè. Cho lên 40 luôn. Đấy, 40, thường thường thì 40 là sẽ cưỡi được á. Đấy, đúng rồi nè. 40 là mình đã có thể cưỡi được rồng hai đầu rồi. Wow. Đã nha, đã nha. Rồi, xong một em. Tạm thời cho rồng hai đầu ngồi đây đi. Giờ tới em rồng tiếp theo nha. Tiếp theo chắc mình sẽ cho rồng Berteris đi. Berteris cũng lâu rồi nè, mà mình vẫn chưa có cho ăn để lớn á. Nên mình sẽ cho Berteris lớn trong ngày hôm nay luôn. Mình còn bao nhiêu phần ăn ta? Cỡ 20 mấy 30 phần ăn á. Hy vọng là đủ cho Berteris ăn ha. Rồi ăn đi cho mau lớn. Ui ui, đi ra chỗ khác đi. Cắt em này vô. Hình như muốn ăn thêm hay sao. Rồng hai đầu muốn ăn thêm hay sao á. Phải cho vô trong để tránh trường hợp mình cho ăn nhầm ha. Đấy, cho Berteris lớn luôn. Ê, mình còn 9 phần, vậy là vừa đủ để Berteris lên cấp 40 luôn á. Ô hay quá. Vậy là hôm nay mình cho được 2 em rồng lên cấp 40 luôn. Wow. Đấy rồi, Berteris cũng đã lớn và có thể cưỡi được luôn rồi nè. Quá đã ha, hôm nay có 2 em rồng mới để cưỡi đi khám phá rồi. Nhưng mà điều khiển Berteris thì mình quẹo trái quẹo phải thì nó hơi khó ha. Nó không có mượt giống như những em rồng khác. Có vẻ là Berteris cánh nhỏ quá nên quẹo hơi khó nè. Lái rất là khó luôn á. Chắc cái này phải cưỡi thường xuyên để làm quen rồi. Rồi, bây giờ thì tới công đoạn test phép để chuẩn bị cho chuyến khám phá này ha. Mình sẽ test thử coi coi những phép hôm nay là như thế nào. Phép đầu tiên là một phép hệ băng. Mình sẽ bắn ra một mảnh băng á. Không biết sát thương nó như thế nào đây nhờ. Cái này một xíu mình sẽ gặp quái, mình test nó sẽ dễ hơn á. Hay là giờ cửa rồng đi luôn đi nhờ.
đi. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ cưỡi Bertrix để đi đến những cái vùng đất mới tìm kiếm rồng. Mục tiêu của mình là trong thời gian sắp tới á, phải gán có được số lượng bẫy rồng thật là lớn, xương rồng cũng thật là nhiều nè, để mình có thể làm ra một cái lò luyện thép rồng, chế tạo một bộ giáp thép rồng á, lúc đó thì mình mới khỏe hơn được. Đi khám phá nó cũng tự tin á. Chứ càng về sau, quái vật các thứ nó mạnh lên á, mà giáp mình không có nâng cấp thì mình rất là dễ bị ăn hành với úp sọt luôn. Mình không muốn điều đó ha. Nên chúng ta phải cố gắng làm cái lò luyện rồng sớm sớm mới được. Và cái phép phóng băng này của mình á, ngoài nó gây sát thương ra thì nó còn làm chậm mục tiêu nữa nha. Khá là hay, giúp mình có thể làm cho mục tiêu di chuyển khó khăn, rồi lợi dụng lúc đó chúng ta sẽ tấn công dễ dàng hơn ha. Khi đến vùng sa mạc thì mình cũng đã phát hiện ra một cái kim tự tháp ở đây. Con này núp lùm bắn tẻ hả? Đấy, nó bị làm chậm kìa. Này thì núp lùm bắn tỉa nè, đập luôn. Oh no, cái gậy đập đâu của mình? Đây, cái gậy đập đây. Mình có một cái gậy chuyên để đập lòng spawn luôn á. Và ở dưới nó có, ở đây còn cái lòng spawn nè. Đập luôn cái lòng spawn ha. Ở dưới thì nó có nước rồi, nên mình gớt xuống không có sao đâu. À, đây lại là công trình bơi thuyền à. Được, công trình bơi thuyền thì ok, lấy thuyền bơi thôi. Cái này thì mình đã khám phá được một vài lần rồi nên cũng có kinh nghiệm vô đây á. Đấy, vô đây chúng ta sẽ có một cái rừng bự ở chỗ này. Nhiều đồ đấy. Đầu tiên là sách gì đây? Một quyển sách mới luôn. Hên vậy ca. Một lọ thuốc này thì mình có thể dùng để làm những cái phương tiện bay á, cũng khá là hay. Cái cúp có dòng gia tài luôn. Wow. Còn trên này thì có một quyển sách cấp advanced. Trời ơi, phải cấp master thì hay quá. Hết rồi. Sơ qua cũng được một tí đồ ha. Giờ thì chắc đi lên thôi. Dù sao thì cũng có thêm sách phép mới là thấy quý lắm rồi đó. Tại vì mình đang săn lùng thêm những cái phép thuật mạnh mạnh mà, để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng á. Cách cái kim tự tháp này không xa lại là một cái chỗ cũng rất là giống kim tự tháp luôn. Ảo thật đấy. Ê? Đây có Night Fury luôn này. Nhiều khi ở đây lại có thêm tổ rồng Night Fury đấy. Được vậy ta. Rồi qua đó kiểm tra thử coi đó là công trình gì nào. Hơi căng nha. Có đường vào luôn hả? Ui, đừng nói cái kim tự tháp nữa nha. Một ngày khám phá hơi bị nhiều kim tự tháp. Có bẫy. Cẩn thận dính bẫy. Gì chứ, nguy hiểm lắm. Xuống dưới đập nè. Đó, nó chưa bơm ở dưới kìa. Trong này thì nó cho mình xương thôi. Thế rồi, dưới cái mắt kiến bảy màu ha. Tưởng đâu có gì xịn sò lắm. Ngoài ra thì còn có một khu vực giống như... Rồi luôn. Bắt đầu một trận chiến mới nữa rồi. Đằng kia có khu vực trứng rồng hay sao ấy. Đợi mình xíu, mình tiêu diệt mấy cái con từ cánh cổng này chui ra cái đó. Trời, mình sẽ tấn công cái cổng trước đi. Mình sẽ dùng cái phép mảnh băng này. Đó, phá cái cổng trước. Ui, cái cổng nó nổ văng con kia lên trời luôn kìa. Và tiếp tục test phép mới nào. Ui, cái con chim này còn đá mình á. Láo tét. À, mình mới học phép phun lửa nè. Mình sẽ làm món chim nướng luôn. Này thì láo tét. Này thì dám đá mình hả? Mấy con chim láo tét. Nướng luôn. Nướng hết. Cái phép mới của mình là cái phép phun lửa ha. Nè, nướng nè. Giỡn mặt hả? Nhưng mà nướng mấy thanh niên này không si nhê lắm. Giỡn mặt hả? Phải giữ khoảng cách thì mình nướng nó mới được. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt nè. Con chim mình còn nướng được mà, huống hồ chi mấy thanh niên đó. Nướng giùm bài luôn. Khi mình dùng phép này thì mỗi lần đốt như vậy nó sẽ gây được 5 máu á. Cũng khá là ok đấy. Đấy. Khá là khỏe nha. Cũng ổn áp đấy. Rồi,
Hai phép tấn công rồi, bữa nay học toàn phép tấn công không à. Thích ghê luôn á. Nướng Ripper luôn nè. Ui Ripper 100 mấy máu gì vậy? Oh no 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 no. Làm chậm Ripper trước đã. Làm chậm xong nướng cho nó dễ ha. Kết hợp hai phép này mình thấy cũng khá là hợp lý á. Một cái thì làm chậm, một cái thì nướng được lâu dài. Trời ơi nướng kìa. Ripper đúng trâu luôn ấy. Nướng cả buổi mới chết được. Ảo thiệt. Thôi và mình sẽ vô cái chỗ trứng rồng này để lấy trứng rồng thôi. Đây là trứng rồng, coi nào, Monstrous Nightmare. Trứng rồng Nightmare. Ui mà chỗ này khó lấy gì ta. Mình sợ mình đập cái nó bị lọt vô nhung nham này. Mình sẽ lấy block để mình che lại cho chắc ha. Kẹo nó lọt vô nhung nham mất cái trứng của mình nữa. Rồi thành công lấy thành công cái trứng rồng rồi. Ok. Chắc lên đường tiếp được rồi đó. Mà nãy giờ đi thì mình không có gặp rồng hoang dã để mình săn nè. Thiệt tình đấy. Nay đi săn rồng mà không thấy con rồng nào hết là thấy thất thu rồi. Ui ở trước mặt mình là một cái con rồng nightmare trưởng thành kìa. Đấy 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 đấy. Đó là trứng rồng hồi nãy mình nhặt được á. Cũng khá là ghê á, rồng đó hơi bị ghê. Hồi né né ra, hồi nãy mới lấy trứng rồng của nó, giờ nó gặp mình. Nó biết mình lấy trứng rồng, nó quay ra nó dí mình thì mệt nữa. Mình không muốn đâu. Còn bên đây thì có chỗ thiên thạch nữa. Ồ. Thôi, hôm qua lượm nhiều trứng rồng Galaxy rồi. Nay không lượm nữa đâu. Ồ lạ thiệt nha. Kiểu như hôm nay mình đi mình không gặp trứng rồng luôn ấy. Ồ không gặp rồng hoang dã luôn ấy. Ở đây thì lại có thêm một chỗ tinh linh. Đây là tinh linh màu xanh à. Ồ tinh linh này mình chưa gặp làm spawn nè. Hợp lý hợp lý. Từ từ để mình tiêu diệt cái con. Ui ui có con gà chứ đồ. Oh my god. Mù lò đi mấy con kia. Ai dù, ui mình không cố gắng phép mù lò thế rồi. Ui da. A few moments later. Sau một khoảng thời gian đấu tranh kịch liệt với mấy con này thì mình cũng đã giải quyết xong nó rồi. Trời đất ơi, nguyên một đàn nó dí lại nó chích mình. Nó muốn mình chơi đồ giống chung nó gì đó. Sợ thiệt. Ồ ở đây có quyển sách Apprentice. Ý mình quên mất. Trời ơi mình đập luôn cái lồng spawn rồi. Nope. Trời đất ơi. Đấy tác hại của việc bị gà chơi đồ nó chích quá nhiều đấy. Quên mất là phải chừa cái lồng spawn lại để có gì chúng ta còn farm ấy. Màn đét ơi. Ừ còn phép mới mình chưa test nữa. Để test cho xong luôn coi. Còn 3 phép mới lận. Ồ ồ ồ. Phép mới của mình là gì đây? Enrang. Ủa? Sao mình búp lên mình không được cái gì chân vậy? Phép mới đâu? Ủa phép mới đâu? Ủa kìa, cuốn sách đâu? What the hell? Kỹ năng này là như thế nào? Quyển sách Enrang đâu rồi? Ủa mình không có đem quyển sách tới theo à? Trời đất ơi. Ủa sao mà biết thông tin mà biết cách dùng được? Ủa phép này là phép gì nữa đây? Static Aura. Ồ oh, cái phép này biến mình thành người điện. Biến mình thành người điện nè. Con nào quýnh mình nó sẽ bị điện chích nè. Ui đụng ta đi, ngươi quýnh ta đi. Quýnh ta đi, điện chích nè. Khá là hay đấy chứ. Rồi, giờ thì coi coi, trong này thì không có thêm sách phép rồi. Ủa, rìa gốc của cái phép Enrang này là công dụng là gì ta? Hay là mình thấy cái hiệu ứng nó rất là giống hiệu ứng búp sức mạnh ấy. Mà không biết công dụng thật của nó có phải là vậy hay không? Tại vì khi mình kích hoạt lên thì mình không có nhận được hiệu ứng sức mạnh nè. Chắc nó có một cái công dụng khác ấy. Về nhà mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Còn giờ thì mình sẽ... Ui, ai da, 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 da. Trời ơi, tới phép thất bại nó tạo ra bão... Bão tuyết cơ. Đây là phép tạo ra bão tuyết mà lần trước mình bị pháp sư băng dùng nè. Ôi. Đấy, nó đang hút mấy con này vô nè. Đỉnh, 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 đỉnh. Hôm nay cuối cùng mình cũng học được cái phép này rồi.
Quá đã luôn. Tuyệt vời nha, bữa nay hầu hết phép mình học được đều có thể giúp mình chiến đấu ấy. Quá xá đã. Giờ thì chắc mình sẽ nạp lại một ít mana để cho cây gậy mình nó đầy đầy mana. Chiến đấu cho nó chắc cú một xíu ha. Đi đây rồi, đi rồi, đi rồi. Cuối cùng cũng gặp một con rồng hoang dã rồi. Wow. Lần này mình sẽ cho thử cho rồng hai đầu mình cà khịa nó thử. Ơ, nó thấy mình chưa vậy? Thấy chưa vậy? Ui, nó thấy rồi. Ui. Chạy 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 chạy. Tưởng đâu chưa thấy thì cho rồng mình tấn công nữa. Còn nó thấy rồi thì chạy thôi. Ui, con này nhìn xa vậy. Xa hả? Mình sẽ thử cho rồng hai đầu tấn công nó coi. Ui, một hit. Ui, hai hit. Ui, ba hit. Có rồng thì mình sẽ tận dụng đòn đánh của rồng để tấn công từ xa trước á. 4 hit nè. 5 hit luôn. Ồ. 6 hit. Rồi. Rồng đã giúp mình được một ít sát thương rồi. Giờ tới lúc mình thử nó thôi. Nó phun lửa, bây giờ mình cũng biết phun lửa đấy. Giờ mình kích hoạt cái phép biến mình thành người điện trước cái đã. Giờ ngu quýnh ta đi, ngươi sẽ bị điện giật đấy. Đó. Quýnh ta đi, ngươi sẽ bị điện giật đấy. Ngươi phun lửa ta hả? Ta sẽ cho ngươi nếm mùi sức mạnh của bão tuyết. Vừa bão tuyết vừa phun lửa nó luôn á. Giỡn mặt. Phép mình hôm nay hơi bị khỏe nha. Mình sẽ làm chậm nó thử. Đấy, hình như đang làm chậm nó rồi cơ. Cho nó ăn bão tuyết tiếp. Cho nó ăn full combo của mình luôn ha. Phun lửa các thứ luôn nè. Dạ. Nhưng mà vẫn phải giữ khoảng cách với nó. Không thôi là mệt mỏi đấy. Có vẻ là cái phép phun lửa không hiệu quả với con rồng này lắm. Nó bị nhiễm với lửa rồi. Hơi căng, hơi căng. Phải đổi chiến thuật thôi. Mình dùng cái phép điều khiển tâm trí lên nó. Xong nó chạy lung tung luôn rồi kìa. Sợ thiệt. Đây, điều khiển tâm trí nó lần 2. Nó chuyển sang nó tấn công mấy con vật khác à. Ảo thiệt. Rồi, kết liễu con rồng này để chúng ta lấy vảy của nó thôi. Đánh nhanh rút gọn nào. Đánh nhanh rút gọn, đánh nhanh rút gọn. Nó còn một tí máu thôi. Xong phim. Những phép hôm nay nói chung thì phục vụ vô mục đích đánh rồng cũng tương đối khỏe ha. Nó không quá mạnh đâu, nhưng mà ít ra nó cũng đủ sức để làm một con rồng nó mệt mỏi đấy. Giờ thì lút lút thôi. Coi được bao nhiêu nè. Hy vọng là nhiều nhiều vảy một xíu. Ồ, 31 vảy luôn. Cũng khá là nhiều đấy. Rồi, có chiến lợi phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay rồi. Đi bao lâu cuối cùng cũng gặp được một con rồng rồi đó. Ê, ê, gì đây? Thợ săn. Ở đây có bác thợ săn. Đừng có nhờn nha, định lại bắn lén thôi hả gì? Định bắn lén thôi hả gì? Này thì định bắn lén nè. Đón nhận bão tuyết đi. Sao mà đỡ được. Đón nhận bão tuyết đi. Giỡn mặt hả? Phun lửa luôn nè. Phun lửa luôn nè. Cái phép này có thể đốt được không ta? Ồ, khi mình dùng cái phép phun lửa này vô nhà thì nó không có đốt cháy được cái phần mái nhà ha. Cái này cũng khá là tiện. Ví dụ mình dùng trong cái căn cứ của mình á thì không sợ bị cháy ha. Cũng hay, cũng hay. Kế bên đây còn có cái rương nữa này. Ồ. Lướt mấy cái rương này hên xui có đồ VIP đấy. Chưa, để cho mình bắt em rồng vô cái đã. Vô 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 cưng ơi. Vô trong ngồi đi. Vô trong cái ốp đi. Rồi, vô thôi. Lần này thì chúng ta đã có phép xịn rồi mà, sợ gì. Chiến thôi. Đấy. À, vô. Một căn ba luôn. Giỡn mặt. Giỡn mặt nè. Ăn bão tuyết đi. Ăn bão tuyết đi. Ăn bão tuyết đi. Mấy thanh niên này sao trâu vậy? Ăn bão tuyết một lúc mà không sao luôn cơ. Này thì nghe trâu nè. Xong phim, xong phim. Giờ chỉ còn mấy cái con hồng ma bay mà mấy thanh niên nó tạo ra thôi. Xử lý nó và chúng ta sẽ lấy rương ha.
coi coi. Trời ơi, cái rương gì mà bèo dữ vậy. Nhưng mà ít ra nó cũng cho mình một cái túi. Ở đây thì mình thấy nó có một cái tòa tháp gì nè, rất giống một tòa tháp pháp sư luôn á. Vô kiểm tra thử ha. Đường vào đâu, đường vào đâu. Đây đây, đường vào, đường vào. Ui, nó sẽ có hai lối đi. Một lối đi lên và một lối đi xuống. Để mình đi lên trước đó. Coi coi như thế nào. Úc. Có đường rồi. Ồ, trên này có rương. Một cái rương bạc. Ok. Là tầng trên sẽ cho mình một rương bạc ha. Còn tầng dưới thì sao? Mình thấy nó có một cái cửa sập bị mạng nhện che lại rồi đó. Phải đập ra mới được. Thì mình lấy cái gậy mình đập thử coi, coi có đập được cái mạng nhện không. Ui, không đập được cái mạng nhện. Oh no. Không sao, mình đập đường mấy cục đá mà đi xuống dưới cũng được. Ý. Ủa. Ủa kìa. Ý, có rương, có rương, có rương. À, tức là mình phải phải đào theo những cái chỗ đá cụi này để tìm rương à. Oh. À, đúng rồi nè. Trời ơi. Giấu có mấy cái đồ lặt vặt này mà cũng giấu kỹ vậy đó. Tưởng đâu chứa đồ gì xịn sò con bò lắm. Lừa thiệt sự. Trở về sau chuyến đi này thì cũng được thêm một ít vảy rồng á. Thôi kệ, nửa stack rồi cũng tương đối là nhiều rồi. Gom gom thì ít ra mình cũng có được một stack, một stack rưỡi, gần hai stack vảy rồng rồi á. Vậy là kế hoạch làm lò luyện rồng của mình trong tương lai chắc sẽ làm được á. Cố lên, cố lên. Và coi coi cái quyển sách. Quyển sách đó tên là gì? Enrang. Enrang, đây. Không hiểu luôn á, học mà không có đem theo sách. Không biết đường đâu mà dùng á. Ý, tính ra cái phép này dùng để chọc quái thôi hả? Mình làm cho mấy con quái xung quanh mình nó cho nên tức giận rồi nó chuyển xe nó quýnh mình á. Ôi trời ơi, cái phép này mang tính cà khịa cực mạnh nha. hơi căng đó. Rồi, mình có nên ép tiếp 3 quyển này không ta? Mình còn 3 quyển nữa nè. Thôi tạm thời thì mình cứ để nó qua một góc đi. Bữa nay phép của mình như đây là đủ để chúng ta đi đánh tiếp boss ở bên thế giới khu rừng hoàng hôn rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình hết đồ ăn ấy, nên thành thử ra mình phải lấy đồ ăn thêm cái đã. Có thực mới giật được mấy con boss này. Rồi, giờ thì lên đường thôi. Mana các thứ hết rồi hả? Để mình bổ sung mana vô. Đầy mana đi khám phá nó mới tự tin được. Rồi, đi thôi đi thôi. Nhưng mà trước khi đi để cất cái trứng rồng cái đã. Đây, cất trứng rồng. Này mẹ nha. Xong, không vướng bận gì rồi đó. Giờ thì quăng bển và chiến tiếp thôi. Ừ, nhưng mà con boss hôm nay thì nó lại cần cái trophy nha. Chưa chưa chưa. Chút xíu nữa là quên rồi. Nó phải cần có một cái trophy bất kỳ để mình kích hoạt và mở cái phong ấn để đi vào chỗ boss á. Giờ thì mình đã mang theo rồi. Lên đường nhá. Và chỗ boss thì nó kế nơi mình xuất hiện luôn nè. Để mình kích hoạt cái phép giúp mình nhìn trong bóng tối trước cái đó. Đấy. Mình đã lường trước được tình huống này nên mình đã chuẩn bị cái phép nhìn trong bóng tối rồi. Để giúp chúng ta khám phá cái chỗ này nó dễ hơn. Ui, ui, con này nhanh vậy. Ây da, 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 con này láo tét thiệt. Người chưa biết ha. Lóc xoáy tuyết của ta hả? Nhân. Lóc xoáy tuyết nè. Ở đây có những cái con chó sói ma nha. Ui, coi kìa. Chó sói ma nè. Ghê quá à. Tới chỗ boss chưa? Ủa tới rồi mà ta. Kỳ vậy. Có mấy con quái này là con quái trong công trình boss ấy. Ở đây nè 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 nè. Tới rồi tới rồi. Bây giờ mình phải tìm một cái lối vào cái đó. Mình sẽ tự mở lối đi riêng cho mình ha. Dùng được không? Ôi nó không đập được chỗ này. Oh no. Ui nó cầm thương nó định phang mình cái. Áo áo áo. Từ 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 từ. Bình tĩnh lại anh bạn à. Này thì láo tét hả? Phun lửa nè. Ui nó cầm thương nó đâm mình. Nguy hiểm vậy. Trời độc nữa. Chưa vào công trình mà bị dí quá trời rồi. Ủa vậy lối đi vô đâu ta? Ui tối thế. Đấy trong đây nó tối thui hả? Đây cánh rừng bóng tối ấy. Không có kích hoạt phép thuật lên là không có thấy đường mà khám phá đâu.
Rồi đây đây đây. Giờ mình sẽ tìm cái chỗ để đi xuống sâu hơn ha. Ở đây không có. Đây đây, có đường xuống sâu hơn rồi nè. Đấy, mon men đi tìm chỗ kích hoạt thôi. Tới luôn rồi nè. Chỗ này thì mình chỉ cần đặt cái trophy xuống. Đấy, nó sẽ bỏ cái kết giới ra và chúng ta có thể đi xuống dưới rồi. Mình sẽ lấy cái này về luôn. Tại vì cái này nó rất là đẹp. Mang về trang trí luôn ha. Rồi đi xuống dưới và quẩy tiếp thôi. Láo tét thiệt. Kìa, nó đứng dưới nó đợi mình kìa. Nhưng mà mình không cho nó tấn công mình đâu. Mình sẽ tấn công nó trước. Chủ động tấn công liền. Xuống đây. Ui ui ui. Ui, nó có nhiều đồ chơi thế. 5 minutes later. Ui, cái công trình này đúng nhiều mấy thanh niên mà người lùn này luôn á. Cực kỳ nhiều. Ồ, có rương luôn, hợp lý, thơm thiệt. Trong đây thì cho mình một ít cái metal. Cái này dùng để làm cái bộ giáp của mấy thanh niên chiến binh á. Hình như con boss nó cũng có rơi ra đồ này á. Khá là ok ha. Trong kia là lòng spawn của quái vật thôi. Hết đường rồi. Ôi, đây vẫn còn đường à. Ok. Đây thì có một ít khoáng sản. Và một cái quả này là cái quả ăn vô mình có thể đi xuyên tường á. Đã nha. Mình đang tìm chỗ của con boss mà có cái này thì hợp lý luôn. Rồi, tìm lẹ, mình chỉ có vài giây thôi. Mình có chỉ... Đây, nó ngay dưới chân mình. À, vô luôn thôi. Ui, boss nó xuất hiện rồi. Mình không có thấy hết, đó là mình mù lò rồi. Đây rồi. Boss nè, đón nhận cơn lốc xoáy tuyết của mình đi. Lốc xoáy tuyết. Nó cuốn nó vô. Ui, nó chọi riêu mình kìa. Wow, nhưng mà nó có cái khiên ấy, nó có thể đỡ được. Nó chống chọi lại cái cơn lốc xoáy tuyết của mình được. Ghê đấy. Không sao, mình sẽ đốt nó thử. Wow, cũng ổn áp đấy. Và kết thúc bằng những cái Isaac thôi. Isaac thì lâu lâu mình vẫn có thể phóng hụt nha. Tại vì nó có khiên nó đỡ được ấy. Nhưng mà bây giờ nó bể hết khiên rồi. Xác định rồi. Này thì boss nè. À né. Phép thuật hôm nay dùng đánh boss là hơi bị nhanh nha. Quá mạnh luôn. Rồi, và khi đánh boss xong thì chúng ta sẽ có được một cái trophy của boss nè. Đồng thời thì có được nón, áo, kiếm, rượu. Ok. Nói chung là những đồ của boss thì nó sẽ cường hóa sẵn cho mình rồi. Nên mình chỉ cần lấy ra xài thôi. Xong rồi đó. Ui, mà bây giờ tìm đường ra mới cực nè. Giờ mình phải tìm đường ra thôi. Hôm nay quả thật là một ngày khá là may mắn của mình luôn ha. Học được quá trời phép. Ủa, tìm được quá trời sách phép mới luôn. Nên mình sẽ ưu tiên ngày hôm nay chúng ta học thêm thật là nhiều phép mới được. Hồi nãy thì mình còn 3 quyển sách phép chưa học đúng không? Giờ mình sẽ lôi ra mình học nốt trong ngày hôm nay luôn ha. Hôm nay mới lượm được trứng rồng Nightmare thì chắc mình sẽ up luôn đi nhờ. Tranh thủ lúc vừa up trứng rồng mình sẽ vừa học phép luôn. Tiết kiệm được thời gian nữa. Và phép... tiếp theo là phép bắn ra quả cầu lửa. Ồ, một lần sẽ gây được cỡ 12 sát thương á. Phép này nếu mà so sánh với cái phép hơi thở lửa hồi nãy thì mình sẽ chọn phép này ha. Tại vì đòn đánh tuy nó là một đòn đánh định hướng đúng không? Nhưng mà ít ra sát thương nó cao và nó gây được tức thì luôn. Chứ không phải như phép phun lửa phải đợi một lúc thì mới gây được sát thương ha. 2-2-2. Tiếp tục nào. Thêm một phép băng nữa này. Nhưng mà phép băng lần này đặc biệt hơn là nó sẽ tạo ra những cái gai băng từ dưới đất chọi lên và gây sát thương ha. Hay đấy. Một cái băng, một cái lửa rồi. Hôm nay toàn là phép băng với lửa không à. Lại là lửa tiếp này. Lần này là chọi cả bơm lửa cơ. Chọi một phát chết cù luôn cơ. Ghê vậy. Ui, ở trung tâm của trái bom này là
sẽ nhận rất là nhiều sát thương ấy. Ở rìa rìa thì chỉ gây được một xíu sát thương thôi. Cái này chọi trúng cái địch liền thì khá là ok này. Nói chung thì ngày hôm nay hầu hết mình học được phép thuật thì nó đều liên quan tới thứ nhất là lửa, thứ hai là băng thôi. Có vẻ là khá là có duyên với những phép lửa băng trong ngày hôm nay á. Hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta vẫn sẽ may mắn và học được những cái phép thuật chuyên về tấn công như vậy nè, để hữu dụng trong những trận chiến giáp lá cà với rồng thời gian sắp tới. Và trứng rồng, một nightmare của mình cũng đã up xong rồi nè. Quá đã luôn. Vậy là đội hình rồng của mình lại có thêm thành viên mới rồi. Đó chính là rồng nightmare. Đây. Nightmare. Rồng ác mộng. Ui, màu hồng á. Trời, màu hồng dễ thương vậy. Ủa, trời có ẻm kìa. Đúng màu mình thích luôn. Trời, không biết lớn lên thì em này có đổi thành màu khác hay không, chứ hiện tại thấy màu hồng nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, vẫn có các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày khám phá và học phép thuật đầy thú vị ngày hôm nay á. Hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ học được những cái phép cấp cao hơn. Mình mong là mình sẽ sớm chế tạo ra những phép cấp master đi, chứ hôm nay toàn cấp apprentice với advanced không à, hơi buồn á nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.